Chào bà con, chào các bác. Hôm nay Phương bỏ về cặp bò mới nhé. Dòng Lai Sim Pha Lai Man, nhưng con này thì nó thuộc về dòng man đầu trụi nhé các bác nhé. Đấy. Đẹp tuyệt vời luôn. Này, em quay chi tiết để các bác xem và tham khảo này. Đấy. Đầu mặt của nó này. Đấy, các bác nhìn cái đầu to mõm ngắn này. Loại này thì thực sự để nói nó ăn quá tài luôn. Đây, con mẹ này, nối rất là tầm đại luôn. Đấy, con này thì gia đình chuyên đi chăn thả nhé. Đẹp long lanh luôn, không một lỗi vết gì luôn nhé. Đây, con nó này, con nó được 3-4 cái. Mới được gần 6 tháng nhưng mà to đại ca luôn. Đấy, đẹp tuyệt vời luôn nhé. Đấy, con nó này. Con mẹ này lại có chửa kém mấy hôm nữa là đầy 4 tháng rồi nhé. Bảo hành giống luôn cho em, các bác nhé. Đấy, riêng những cặp bò mà em đã bảo hành giống như này, các bác về nuôi rất là yên tâm luôn. Thật sự để nói con bò mẹ này quá ưng ý luôn. Đấy, đang nuôi con nhưng mà rất là giữ mình. Đấy, quay chi tiết để các bác xem này. Đấy nhá. Mồng của nó này. Rất là to, mồng đẹp. Đây, 4 vú này. Chân móng của nó nhá, móng sò đẹp này. Quăng quái chuẩn hết. Nói chung để nói con này là không có lỗi vết gì luôn. Cặp bò này thật sự là nếu bác nào mà mua được thì rất là ưng ý. Cặp bò có gốc tích hẳn hoi nhá, chăn nuôi tại gần nhà em luôn. Đẹp tuyệt vời luôn. Đấy, cả mẹ con này. Bác nhìn như này là biết nước sữa của nó như nào rồi. Rất là đẳng cấp luôn nhé. Đấy, con này gia đình chuyên đi chăn thả. Mẹ con. Đấy, đẹp tuyệt vời luôn nhé. Đấy, bác nào mà yêu thích hàng Lai Sim Pha Lai Man hai dòng, hàng man đầu trụ thì liên hệ trực tiếp cho em bắt cá bò này nhé. Cá bò này nó quá VIP luôn. Thì thực tế ra là cả mẹ con con đây, đấy, cũng đầu ngốp luôn, đầu trụi luôn này. Đấy, con mẹ đấy, mua những cái cặp bò như này về các bác nuôi thì nó quá thật. Thì con nó như này nhưng con mẹ lại có chửa gần 4 tháng này. Đấy, cái dòng này nó rất là mắn đẻ. Con này thì chiều cao nó rơi tầm cửa 1m35 nhá, ở trên 4 tạ hơi nhá. Đấy, đẹp long lanh luôn, không một lỗi vết gì luôn nhá. Đây, con nó đã 2 tạ mấy hơi. Đấy, cặp bò này thì có giá là bằng 57 triệu bao ship cho các bác trong vòng 100 cây. Đấy, bác nào yêu thích hàng lái lên đẳng cấp thì liên hệ trực tiếp cho em bắt cặp bò này nhé. Rất là VIP luôn, đẹp tuyệt vời luôn nhé. Đây, em quay chi tiết để các bác xem lại một lần nữa này. Đây nhá, chân móng này, móng sò đẹp nhá. Đây các bác nhìn cái đầu của nó này. Rất là ngốp luôn. Đấy, đẹp long lanh luôn, không lỗi vết gì luôn nhá. Để nói những cái cặp bò như này nó rất là thật bò mà mình chăn nuôi nó mới hiệu quả này. Đấy, cả mẹ con nó nhìn cho thực tế là 1-2 là con mẹ lại có chửa sẵn rồi, cho nên là mua những cặp bò như này rất là thích. Đấy, đẹp tuyệt vời luôn nhá, không một lỗi vết gì luôn. Đấy, con mẹ bắn tinh 3B nhá, bảo hành giống cho bác luôn. Đẹp tuyệt vời luôn. Đấy, để nói các bác nhìn mình nói đẹp là phải đẹp. Đấy, bác nào mà yêu thích hàng lái lên đẳng cấp thì liên hệ trực tiếp cho em bắt cá bò này. Sự cá bò này càng ngắm càng thích luôn nhé. Cao dài đẹp long lanh luôn. Dòng này thì rất là mắn đẻ luôn các bác. Sữa cực kỳ mát luôn. Đấy, em quay trước sau cho các bác nhìn cho nó chi tiết này.
kiện bác việc tiêu tiền nên là bác phải bán cả bò này. Đấy. Quá đẹp chất luôn. Mua những cái cặp bò như này về các bác nuôi nó mới yên tâm. Đấy, con như này như con mẹ lại có chửa gần 4 tháng. Quá tuyệt vời luôn. Đấy, mua 2 được 3 luôn nhé. Rất là chất lượng. Đấy, bác nào mà yêu thích hàng lái lên đẳng cấp thì liên hệ trực tiếp cho em bắt cá bò này nhé. Đấy, giá là bằng 57 triệu. Bao ship cho các bác trong vòng 100 cây. Và bớt cho các bác một chút về cho bác chăn nuôi nhé. Đấy, mua những cái cặp bò như này nhìn nó sướng này. Đấy, các bác nhìn cái bò sướng. Các bác xem thì nhớ đăng ký kênh để nhận được những video sớm nhất từ kênh của Phương Bò nhé. Đấy, mua những cái cặp bò như này thật sự để nói là nó quá ok luôn. Vì là con nó như này nhưng con mẹ nó chửa sẵn rồi. Về các bác chăn nuôi thì rất là yên tâm. Đấy, không một lỗi vết gì luôn nhé. Đấy, đẹp tuyệt vời luôn. Bò đẻ 2 lứa, đang có chửa lứa thứ 3. Đấy, quá chất lượng. Đấy, các bác nhìn. Đấy, quá thật bò luôn. Bác nào mà yêu thích thì liên hệ trực tiếp cho em bắt cá bò này nhé. Đấy, đẹp tuyệt vời luôn. Đấy, các bác nhìn cái bầu sữa nó này. Đấy. Đấy, sữa của nó quá đẳng cấp luôn. Em quay một đoạn này cho các bác nhìn cái nước sữa của nó là biết như nào. Đấy, hàng rất là chất lượng đỉnh cao nhé. Bác nào mà thiện chí thì liên hệ trực tiếp cho em bắt cá bò này nhé. Đấy. Chào các bác.